Hello anh em, sáng tiếp tục có lọc nha anh em ơi. 6040 600 xu thái nha. Con này em đi vỏ nhỏ đây cho khách nha. Máy dàn xe hãng. Dàn này còn quá đẹp luôn anh em. Dàn KRX 1m8 nha, quá đẹp luôn. Con này em giao về Đồng Tháp nha anh em. Đây, khách xuống trực tiếp xem máy nha. Kêu nó ngay đảo ra. Rồi 600 xu thái nha anh em, vỏ đầu đi, em đi vỏ mới luôn nè. Bên cái này không có anh luôn. Đâu có, nó đâu có ngủ. Nó vậy á. Con này vỏ sao đi vỏ nhỏ nha anh em, 12-4-2. Nguyên bản của nó là 16-9-28 nhưng mà khách không thích nha. Khách thích lấy vỏ nhỏ thì em đã giao vỏ nhỏ nha anh em. Con này còn rất là đẹp nha anh em. Anh em nhìn mình mẹ nè. Quá đẹp luôn anh em ơi. Máy thái thì nó có cái cốt chân này nè, thấy không? Đó, con này kiểm tra sơn hai cái dè là cho khách. Còn nhiều đồng nguyên bản nguyên si nha. Dàn sới quá đẹp luôn. Dàn sới máy 83SB. Con này em giao về Đồng Tháp nha anh em. Máy dàn sới. Vỏ đầu thì lên vỏ mới nha anh em. Con này mình vừa không chạy. Con này xu thái nha anh em, xu thái nha. Vỏ đầu thì thay vỏ mới cho khách. Vỏ sau thì em lên vỏ là vỏ hông nhỏ. Con này chính xác là đi vỏ hông lớn 16-9-28 nha. Nhưng mà khách có yêu cầu lấy vỏ nhỏ thì ở đây em giao vỏ nhỏ nha anh em. Dàn sới KRX 1m8, dàn sới cực đẹp luôn. Combo này về sử dụng liền nha anh em. Con này thì in từ đầu tới đích nha. Anh em nhìn mình mẹ nó còn rất đẹp luôn anh em. Không có hề một sơn phết một miếng nào cả. Chút nữa đây, nữa đây, nữa đây. Đụng bánh luôn đây, đụng bánh luôn đây, đụng bánh luôn đây. Rồi. Quá đẹp anh em ơi, về Đồng Tháp nha anh em. Chỗ đầu em lên vỏ Nguyễn Đỉnh 9522 mới 100% nha. Chỗ sau thì 12-4-2, đổi là vỏ hông vỏ cho khách. Con này góc máy là 1777 Thái Lan nha anh em. Đời 20 đời cao nữa nha, mua mũ nha. Máy dàn sới về đất Đồng Tháp nha, quá đẹp. Anh em nào có chơi chảo cài liên hệ em nha. Về cái lô này rất là nhiều chảo cài luôn em. Anh em nhìn cái mã nè, 246 nè, 246 nè, 246 nè. Toàn là chảo cài đỉnh đỉnh không mà, mười mấy 20 kít là có nha anh em. Con này thì về Đồng Tháp nha, 600 xu thái, quá đẹp. Chúc anh gù về Long An phát tài nha. Con này nè anh em nhìn cái mâm nè, quá đẹp luôn. Mình mẹ là nguyên bản nguyên si, không có sơn phết gì cả anh em. Đó, vỏ sau thì lên vỏ 12-4-2 tại vì khách có nhu cầu nha. Còn nguyên bản của nó là 16-9-28 ngay móc. Anh em mình có quan tâm đến dòng 60 này liên hệ nha. Dòng này 60 mã lực, động cơ tăng áp turbo nha. Máy thì bên em đang có sẵn. Anh em có quan tâm thì cứ liên hệ kết nối với em nha. Xe quá đẹp luôn anh em ơi. 60 xu. Anh em nhìn cái cổ vô chất lừ luôn nha. Con này thì về Đồng Tháp cho anh em, máy dàn sới. Ai nhìn anh em thấy cái kho này trong lỏng luôn anh em. 60 diệt em mới về nè. Anh em nhìn nè, mấy cái này nè anh em thấy không? Xe nó mới là nó mới anh em, quá đẹp luôn nha. Thấy không? Không hề sơn phết nè, số chưa cắt luôn anh em thấy không? Số nè. Quá đẹp luôn nha. Con này em giao về Đồng Tháp nha. Rồi cảm ơn khách, chúc khách về Long An phát tài nha. Anh em mình có cần máy thì cứ liên hệ bên em. Sáng có lọc nha anh em. Rồi chào anh em nha.